đây thì lộ đi cái tâm con chó vậy đó. Dễ thương như vậy. Trẻ, trẻ chung, trẻ khen. Tâm này tâm con chó phải không? Tâm mày làm gì? Thái Loan. Là thấy là hay cá là hắn. Thái Loan. Tự nhiên có cái búi gì đầu vậy má? Có đâu, có đang khen chị đậu mai quay lùi đẹp nào. Hai chị đẹp hờ, cảm ơn em. Không, đẹp thiệt. Rồi, khỏi đâu. Bạn hỏi thì chữ ta đã từ 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 lương thôi. Rồi, cái đó có gì, và bây giờ dùng lời tiếp theo. Đang là bước thuộc dùng bà con bác mình, mời lấy chị có. Giờ này 20 đó mà. Dạ, 20 nghìn đồng, rất mong quý vị cũng sẽ đồng hành được bà con lên thời. Ai có chữ tài hôm nay sẽ khó chuẩn bị do số với chị bên đây. Thank you.
Wow, quá hay. Chó đi lên tiếng ừ luôn. Có. Thiệt chó mà. Không, em nghe tiếng ừ. Đây. Thiệt. Thế rồi đâu mà. Đấy nè. Tại sao cho sói, cho sủa mà. Bởi nó cho sói rõ ràng. Em chị sủa lại cho em nghe thử đây. Thử lớn lên. Muốn chơi già cho con. Chó hồi nãy á. Chó hồi nãy là chơi già. Chó này sủa khôn dữ trời. Chó này sủa. Sủa mà xém vài từ nữa thôi là đóng trăm ngàn rồi. Ừ. Trời ơi, muốn lấy trăm ngàn của tao đâu có dễ. Đâu. Muốn dễ không? Hát đi, em gài cho. Không, hát đi. Hát từ đó. Hát hả? Hát đi, hát cho hưởng ổn quá lộng. Rồi, 2, 3. Có ta là chó quá.